Sáng ngày 23 tháng 7, hơn 1,2 triệu liều vaccine AstraZeneca đã cập cảng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần giao vaccine thứ 5 và cũng là lô hàng lớn nhất từ trước đến nay theo hợp đồng đặt mua 30 triệu liều vaccine COVID-19 giữa Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam, VNVC và AstraZeneca. Như vậy, tính tới thời điểm hiện nay Việt Nam đã nhập khẩu gần 8,6 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca. Đây là số vaccine nằm trong gói hợp đặt mua trước với VNVC, dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế thông qua cơ chế COVAX và viện trợ song phương giữa chính phủ các nước. Vaccine của AstraZeneca hiện chiếm 77% nguồn cung vaccine COVID-19 trên cả nước. Vaccine COVID-19 của AstraZeneca là vaccine COVID-19 đầu tiên được cấp phép sử dụng và cung cấp với số lượng lớn tại Việt Nam để hỗ trợ chương trình tiêm chủng quốc gia của chính phủ. Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 22 tháng 7, tổng cộng cả nước đã thực hiện tiêm hơn 4,1 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca, góp phần bảo vệ các lực lượng tuyến đầu và các nhóm ưu tiên. Dữ liệu gần đây của Cơ quan Y tế Công cộng Anh, FHE cũng chứng minh rằng hai liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca có hiệu quả 92% trong việc giảm số ca nhập viện do biến thể Delta.